Xin chào cả nhà nhé. Có một người anh em nói với là chia sẻ cái cách quạt của anh Tôn Ly. Vĩnh làm video này để chia sẻ với mọi người luôn. Cái này cũng dễ thôi, anh em chú ý một chút là tập luyện được thôi. Giờ Vĩnh chơi thử nha, một câu thôi. Và mọi người nhớ là khi quạt chả chúng ta cố gắng hãy dùng hòa âm chặn cho nó hay. Cây đàn này thì mấy ngày hôm nay cũng bận quá không sờ tới, và giờ tranh thủ lúc không có ai, không kịp lên dây nó sai hay đúng thì bỏ qua nhá. Anh Tony quạt này. Đời chân đơn côi khóc con ai nổ buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa, buồn nắng tầm tù đi vào gì vào thương tình không chung nối mang nỗi tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong đai nổ buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa. Đó, ví dụ như thế. Thì cái âm thanh cái đàn của Vĩnh với cả cái đàn điện của anh Tony nó khác nhau tí. Nhưng mà nó gồm, tóm lại là nó sẽ gồm những cái động tác này. Nếu anh em đã quạt boro bình thường được như Vĩnh chia sẻ nhá, boro này, boom này, chát 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 chát, boom chát. Cái phách số 3 nhá, này 1 này, 1 2 này, 3 này. Đó, chúng ta thay cái bùm này bằng cái chát này, chát 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 chát, thì chúng ta quạt hai cái xuống luôn. Đó, bình thường chúng ta đánh được chưa? Thì bây giờ chúng ta quạt này. Đó, anh em nghe ra chưa? Và khi quạt á thì những cái nào mà Vĩnh đọc là chát thì anh em quạt phía dưới, quạt móc anh em chơi kiểu gì cũng được. Và cái bùm thì chúng ta quạt lên trên và dây trên ha, mọi người nhớ. Đó, nó khác nhau ở đấy, thì cố gắng điều khiển cái ngón tay, cái việc chúng ta cầm phím này quạt, quạt vào khu vực nào chúng ta mong muốn. Mọi người nhớ chặn này, bùm này, bùm này, bùm chát 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 chát, móc lên đi, xong thì đánh cái bùm cho dễ này, bùm chát 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 chát. Và anh em nhớ là nhấp tay để ngắt những cái âm thanh chúng ta không mong muốn nha. Đơn giản không? Vẫn những cái nhịp, cái phách đấy anh em đã chơi được boro thì cái quạt này chúng ta thay mỗi cái phách số 3 nhá. Này, bùm chát 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 bùm. Cái bùm này, chát bùm chát bùm đúng không? Thì chúng ta bây giờ chúng ta quạt nó sẽ này. Bùm chát 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 bùm chát bùm chát 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 bùm chát bùm. À, mọi người nghe thấy hay bởi vì chúng ta dồn hai cái tiếng chát, nghĩa là chúng ta biến nó thành một cái nhịp trôi.
đã nâu rồi, đôi đứa cách đôi nơi duyên xưa còn hay mất. Ai trường ơi, em thôi còn học nữa, hay đã ra đi từ đâu? Anh em cố gắng lúc bình thường chúng ta đọc cho nó quen đi đã, rồi hăng quặp vào này nha. Bùm bùm chát 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 chát, bùm chát 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 chát, bùm chát bùm chát 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 chát, bùm chát bùm nha. Cứ như thế, khi nào tay chúng ta đều khớp với cả miệng rồi chúng ta. Quen tay, quen nhịp, quen phách rồi thì anh em phang mà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Nhớ nha, chơi thật chậm thôi thì anh em sẽ hiểu được nó, và khi thuần thục rồi chúng ta đẩy nhanh tốc độ đủ nhịp của rumba hoặc bolero để chúng ta chơi bài hát yêu thích nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Đừng quên ủng hộ với nha.